các khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Đây là chiếc máy bê tông 3 chức năng này các bác này. Một chiếc máy màu vàng rất là đẹp các bác nhá. Khi mà các bác đặt mua về nó sẽ có một cái hộp đựng máy màu đen này. Đấy, thương hiệu Hukan, hàng thương hiệu các bác nhá. Hộp của nó rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Phía bên trong thì là các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Và máy thì cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này các bác này. Để em sẽ quay chi tiết đầy đủ trọn bộ sản phẩm này cho các bác nhà mình được cùng tham khảo nhé. Máy này thì là máy 3 chức năng này các bác này. Đấy, 3 chức năng và các bác có đảo chiều đây nhá. Hàng Hukan dập nổi này. Nhìn cái con máy nó rất là đẹp, rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, hàng cái này là hàng hãng nên là các bác sử dụng cực kỳ là yên tâm luôn. Về cái thông số kỹ thuật này. Thông số kỹ thuật thì cái này nó công suất của nó là 1050W. Đầu mũi khoan 2-26 đầu gài các bác nhá. 1180 vòng trên 1 phút này. Các bác dùng điện là trực tiếp 220. Một chiếc máy cực kỳ là đẹp và chất lượng như thế này. Phụ kiện đi kèm cho các bác thì là thứ nhất là các bác sẽ có một đôi chổi than dự phòng này. Và sẽ có là 5 cái mũi khoan nhá. Một cái thước đo ly này. Đó. Và trong 5 cái mũi khoan này thì các bác sẽ có là đây là 3 cái mũi khoan. Mũi khoan chân gà như này các bác này. Đấy, đây là mũi khoan chân gà để các bác sử dụng cho cái chiếc máy này. Có 3 chiếc mũi khoan và 2 chiếc mũi đục nha các bác. Đấy, 2 chiếc mũi đục thì cũng là chân gà nhưng mà nó sẽ có, thường thường nó sẽ có một mũi đục nhọn và một mũi đục bằng cho các bác sử dụng. Rất là đầy đủ nha các bác nhá. Cái này thì các bác sử dụng trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề, cái này sử dụng rất là ok. Nói chung là làm nghề hay làm gia đình cũng rất là xuất sắc đối với cái mẫu sản phẩm này. Đấy, em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác cùng tham khảo về tốc độ vòng quay của máy nhé. Đấy. Máy chạy rất là êm và rất là khỏe. Công suất cực đại là 1050W các bác nhé. Xe Kio đưa hai chiếc máy gần nhau để cho các bác để dễ quan sát này. Đấy, đây là hai mẫu nhá. Một mẫu Datsun và một mẫu xe Kio này các bác này. Đấy, hai cái mẫu mã, mẫu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác có thể là tham khảo để lựa chọn cho mình một cái mẫu sản phẩm mà phù hợp với mình nhá. Đấy thì còn các bác mà xài gia đình ấy, bác làm ít hơn một chút thì các bác có thể xài sang một cái mẫu nó vừa tiền hơn. Vừa tiền hơn thì bên em sẽ có cái mẫu boss này nhá. Đây, em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu này. Đây là máy khoan boss này. Đấy, thì đây là boss 2-26 nha. Cái đợt này thì bên em nó sẽ có đầy đủ phụ kiện. Nói chung là có đầy đủ hộp cho các bác. Khoan boss thì cái mức giá của nó rất là tốt. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cái mã này. Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin để được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan bê tông. Đây là hàng thương hiệu chính hãng của Datsun nhá. Một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Với cái mẫu sản phẩm này thì hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần cung cấp đầy đủ cho bên em đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Thì với cái mẫu sản phẩm này em sẽ chi tiết tới các bác đầy đủ trọn bộ nhé. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một cái hộp giấy như này nhé. Nó sẽ có đầy đủ thông số kỹ thuật cho các bác này. Con này cái bộ đen của nó sẽ là DK2603C các bác này. Và cái thông số kỹ thuật nó ở bên này. Đấy. Với cái sản phẩm này thì công suất của nó sẽ là 1050W nhá. Và vòng tua là đây. Tất cả các cái thông số kỹ thuật này, vòng tua này 1180 vòng trên 1 phút. Đấy, đầu mũi khoan 2-26 nhá. Máy đầu gài, đấy công suất và những cái HZ này, tần số 50 đến 60 HZ này, điện 220 đến 240 V này, nó sẽ có đầy đủ thông số như này cho các bác. Thì Datsun thì nó là cái hàng thương hiệu chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng nhá. Và với cái sản phẩm này ngày hôm nay nó sẽ có đầy đủ trọn bộ cho các bác này. Nó có hộp giấy và hộp nhựa như này luôn. Bên trong nó sẽ có hộp nhựa nhá.
và đét tông logo dập nổi như này luôn này các bác này. Hộp của nó rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Bên trong này thì các bác có đầy đủ chọn bộ sản phẩm, nó sẽ có bao gồm là một máy này. Đấy, đây, có giấy sử dụng, hướng dẫn sử dụng nhá. Có phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn này các bác này. Có phiếu bảo hành này, và đây là máy này. Máy thì nhìn cái con máy nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy thì máy này nó sẽ là máy 3 chức năng nhá. Và bên trên này nó có tem mác đầy đủ luôn này các bác này. Hàng công ty mà các bác. Đấy thì nó sẽ có đảo chiều ở phần bên này. Đấy, công tắc bóp này. Máy thì là đầu gài nhá, đầu mũi khoan 2-26. Con này thì công suất của nó cực đại, 1050W nhá. Đây, cái thông số kỹ thuật ở trên máy nó có luôn này các bác này. Đấy, công suất là 1050W. Có đầy đủ phụ kiện này, một máy này, một tay cầm này. Và các bác được tặng kèm theo là một đôi chổi than dự phòng như này bên ngoài nhá. Và trong này nó có theo rất là nhiều mũi khoan và mũi đục này. Đây này các bác này, nó sẽ có 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá. Đây các bác có một mũi đục nhọn nhá. Đấy, 2 cái mũi đục này. Một mũi đục nhọn và một mũi đục bằng như này nữa. Còn đây là 3 mũi khoan. Đấy các bác có 3 mũi khoan. Đây là mũi khoan 10 này. Đấy, tiếp theo cái mũi này nó là mũi 6 này. Và một mũi nữa thì sẽ là mũi 8. Đấy, mũi đầu gài nhá. Tất cả đều là mũi khoan bê tông đầu gài. Mũi khoan và mũi đục kèm theo 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Đấy, nó có nguyên bộ sản phẩm rất là đầy đủ như thế này. Nó là hàng chính hãng nên là các bác xài thì cái chất lượng của nó không có phải suy nghĩ gì rồi. Về cái sản phẩm này thì bên em cũng đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Với cái sản phẩm Deton thì nó là hàng thương hiệu, hàng chính hãng nên là được rất nhiều các bác khách hàng tin dùng và các bác đã phản hồi về chất lượng rất là tốt, nên là các bác yên tâm khi sử dụng cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay thì bên em mới về kho nhá. Bên em sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Thì với một cái bộ máy khoan bê tông Deton hàng chính hãng như thế này thì hôm nay bên em sẽ gửi đến tận tay cho các bác chỉ với mức giá là 1.150.000. Đấy, với cái mức giá này thì nó là một cái mức giá cực kỳ là hợp lý với một cái sản phẩm chất lượng như thế này. Đấy thì về tất cả các dòng máy khoan bê tông thì bên em có rất là nhiều mẫu nhá. Đấy, có từ máy khoan bê tông này cho đến máy đục rất là nhiều. Đấy, không chỉ riêng mỗi hãng Deton. Bên em thì cung cấp rất là nhiều đầy đủ để phục vụ cho các bác, từ mẫu đắt cho đến mẫu rẻ cũng có. Với cái mẫu đắt tôn này ý, thì các bác có thể là sử dụng đi dài công trình thoải mái nhá. Đấy, còn các bác có thể lựa chọn đắt tôn hoặc là các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu Saikyo này nhá. Đây là cái mẫu của Saikyo này các bác này. Saikyo thì nó cũng là hàng công ty chính hãng nhá. Và cái thương hiệu Saikyo thì cũng được rất nhiều các bác khách hàng đã tin dùng rồi. Con này thì công suất của nó cũng là công suất cực đại luôn. Đấy, logo dập lửa nhảy luôn này các bác này. Cái hộp của nó rất là đẹp và chắc chắn. Nói chung là Saikyo thì phụ kiện đi kèm của nó cũng giống như Deton luôn. Nhưng mà cái con này thì nó sẽ có một cái mức giá hợp lý hơn. Đấy. Và với cái hàng Saikyo này thì nó là hàng công ty sản xuất theo công nghệ Nhật Bản và lắp ráp ở Trung Quốc. Còn Deton thì nó là công nghệ của Đức các bác nhá. Đấy, nó đều là hai cái hãng thương hiệu nên là các bác xài thì thế nào cũng đều rất là ok. Đây là hàng Saikyo này. Saikyo thì hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình giá rất là tốt, cực kỳ ưu đãi cho các bác nhà mình. Đấy, đây là Saikyo nhá. Saikyo thì sẽ có mức giá là 950.000. Công suất của nó này, em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Saikyo thì công suất là 1050W nhá. Đấy thì nó cũng đều là máy 3 chức năng và có đảo chiều hết cho các bác. Và nó cũng được tặng kèm theo 2 mũi khoan. Em xin lỗi, 3 mũi khoan và 2 mũi đục kèm theo một đôi chổi than dự phòng như này. Tức là phụ kiện của nó đi theo là giống như là Deton luôn. Đấy, em sẽ đưa máy Deton và máy Saikyo, đưa hai chiếc máy gần nhau để cho các bác để dễ quan sát này. Đấy, đây là hai mẫu nhá. Một mẫu Deton và một mẫu Saikyo này các bác này. Đấy, hai cái mẫu mã, mẫu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác có thể là tham khảo để lựa chọn cho mình một cái mẫu sản phẩm mà phù hợp với mình nhá. Đấy thì còn các bác mà xài gia đình ấy, bác làm ít hơn một chút thì các bác có thể xài sang một cái mẫu nó vừa tiền hơn. Vừa tiền hơn thì bên em sẽ có cái mẫu boss này nhá. Đây, em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu này. Đây là máy khoan boss này. Đấy, thì đây là boss 2-26 nha. Cái đợt này thì bên em nó sẽ có đầy đủ phụ kiện, nói chung là có đầy đủ hộp cho các bác. Khoan boss thì cái mức giá của nó rất là tốt. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cái mã này. Nó sẽ, cái đợt này nó có hộp nhá. Cái đợt trước là em có cái lô nó không có hộp. Đấy, bác nào mà trước mà có những cái con máy khoan boss mà không hộp rồi, các bác đang cần có một cái hộp đựng máy để xách đi làm cho nó tiện, thì hôm nay bên em có mấy cái hộp boss này
em sẽ thanh lý các bác giá 70.000. Đấy, với một cái hộp như này thì sẽ là 70.000 là chưa có bao ship. Đấy. Còn hôm nay các bác mua máy khoan bê tông bót. Đấy, bê tông bót thì hôm nay nó sẽ có nguyên bộ như này. Có máy này, tay cầm và hộp đựng máy nhá. Đấy thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mã này với mức giá là 720.000. Đấy là miễn ship cho các bác. Đấy 720.000. Riêng với máy khoan bót là được miễn phí ship hoàn toàn nhá. 720 là có một máy này, một tay cầm và một hộp đựng máy. Đấy thì cái mã này nó sẽ không có theo mũi khoan hay là mũi đục nhá. Chỉ có máy và tay cầm thôi, kèm theo hộp đựng máy như này luôn cho các bác. Đấy còn bác nào mà có nhu cầu mua cái hộp này nhá thì giá sẽ là 70.000 là chưa bao ship. Đấy các bác đi chung với hàng máy móc gì thì các bác sẽ được 3 phí ship chung luôn. Đấy thì các bác có thể lựa chọn cho mình. Bác có thể là tham khảo về 3 cái mẫu sản phẩm này bên em. Hôm nay thì nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi để gửi tới các bác nhá. Đấy bác làm một chút được xem được cái video này thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng này. Đây là máy tiếp theo thì là bên em còn mấy cái bộ cơ xích này nhá. Còn 2 bộ thôi các bác. Đấy em còn một bộ của Mayta và một bộ của Hitachi. Nói chung là hình thức của nó giống nhau nhá. Hình thức là giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cái bộ này thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Đây là cái bộ máy cưa xích bằng pin nhá. Đấy, cái này thì các bác không cần phải cắm điện nên là sử dụng rất là tiện. Các bác, cái bộ này nó có hộp đựng máy này và nó có một thân máy, hai quả pin nhá. Đấy, các bác có hai quả pin. Thân máy sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này. Đi theo máy là có hai quả pin 5 cell. Chân pin phổ thông nên là các bác sử dụng rất là tiện. Nếu như mà về nhà mà các bác có pin 10 cell hay là pin 15 cell, các bác vẫn có thể dùng chung được nhá. Đấy, nó sẽ có cho an toàn đây này. Cái mã này thì nó chạy động cơ có thử than thôi nhá. Chạy động cơ có thử than. Đấy thì và cái sản phẩm này nó sẽ có theo cho các bác là một máy hai pin và một sạc này. Kèm theo là có hai cái lam luôn. Đấy, hai cái lam cắt nhá. Một lam ngắn và một lam dài này. Và hai cái lan thì nó sẽ kèm theo hai cái xích cho các bác luôn. Đấy các bác có thể sử dụng lam ngắn hoặc là lam dài. Khi mà các bác cắt cây nhỏ thì các bác dùng lam ngắn, còn cắt cây to thì các bác sử dụng sang lam dài. Đấy thì rất là tiện. Và kèm theo cho các bác là sẽ có một cái tô vít này, khóa mở này và một lọ dầu này. Đấy nó đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Thì hôm nay với cái mã này em còn một cây của Makita và một cây của Hitachi. Em sẽ thanh giá thanh lý cho các bác luôn nhé. Với mức giá là 749.000 một bộ. Đấy 749.000 một bộ. Các bác có thể là lựa chọn Makita hoặc là Hitachi. Đấy nói chung là chất lượng của nó như nhau, nó chỉ khác tên và khác màu thôi. Đấy Makita là màu xanh, còn Hitachi là màu xám như này các bác này. Đấy mẫu nào cũng đều rất là đẹp và ok nhá. Đấy thì với mức giá là 749.000 trên một bộ. Đấy bộ máy cưa xích, cưa xích pin nhá, gọi là máy đa năng, rất là ok. Đấy, một cái mã sản phẩm này nữa mong em sẽ thanh lý cho các bác này. Đây là cái bộ bu lông Hitachi để các bác này. Bu lông Hitachi thì hôm nay em còn mấy bộ nữa nhá, em sẽ thanh lý nốt cho các bác này. Cái bộ này thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin nhá. Đấy, pin tím này, pin 10 cell và chân pin phổ thông như này. Con máy này thì chạy động cơ từ không thổi than này. Đầu máy là đầu bu lông 1/2, có lỗ đục ra ở giữa. Các bác vừa có thể bắn bu lông, bắn vít, bắn tôm nhá. Có đảo chiều này và đèn led soi sáng này. Đấy, các bác điều chỉnh được hai chế độ nhá. Hai chế độ nhanh chậm này. Và khi đảo chiều máy qua là có chế độ tự ngắt như này để tránh bị đứt ốc này. Đấy. Một thân máy này, hai pin và một sạc. Đấy các bác có một cái sạc, sạc em vừa để ra bên ngoài rồi, có một cái sạc bàn nhá. Và một cái dây đeo này, một cái khẩu 22 này. Và có hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Đấy hôm nay cái mã bu lông Hitachi này thì em sẽ thanh lý tới các bác với mức giá là 749.000 luôn. Đấy 749.000, miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà cho các bác nhá. Đấy hôm nay thì em cũng tư vấn tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm hay và hữu ích. Đấy các bác mà đang cần quan tâm và muốn sở hữu sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ. Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì trong một cái đoạn video ngắn em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan tay sử dụng điện trực tiếp 220V. Đây là hàng công ty chính hãng, hàng thương hiệu của Dettol thôi nhá. Thì với cái mã sản phẩm này hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết và một lát nữa em sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo.
bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng, các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì đây là cái mẫu máy khoan Decton đầu 13 ly. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm thì nó sẽ có nguyên hộp nhé. Đây là về cái phần thông số này các bác này. Đây là về cái phần vỏ hộp nhé. Cái mã sản phẩm này nó sẽ có model là DKID710B. Đấy, thì về cái phần vỏ hộp mà in hình ảnh máy như thế nào thì bên trong là sẽ một con máy y hệt như vậy. Với cái sản phẩm này, đây cái đầu máy của nó là đầu 13 ly, đầu kim loại có nhá. Thì vỏ hộp cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì phía bên trong khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có nguyên bộ như này này các bác này. Em có mở sẵn một bộ này ra đây để cho các bác được cùng tham khảo rồi. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một máy nhá. Đây các bác có một máy như này. Đây là về cái phần máy này. Đấy, mẫu máy rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy các bác có một máy nhá. Và một tay cầm này. Và trong này nó sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đấy, nguyên bộ sản phẩm nó sẽ như này. Rất là đầy đủ cho các bác nhà mình. Này, một máy này, một tay cầm này. Và có phiếu bảo hành nhá, được tặng kèm theo một đôi chổi than dự phòng và có một cái thước đo ly như này cho các bác. Đấy, nó rất là đầy đủ như thế này. Về mũi khoan, mũi vít thì là các bác có thể mua thêm về các bác sử dụng trong gia đình, hoặc là các bác thợ làm nghề cũng có thể là sở hữu cái mẫu sản phẩm này. Và hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình với cái mã sản phẩm máy khoan Decton đầu 13 ly. Cái mã này các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại nhé. Cái đầu máy là đầu kim loại như thế này. Và đi theo máy sẽ có một cái khóa mở mũi như này cho các bác này. Rất là đầy đủ nhé. Cái logo Decton này nó sẽ được dập đổ trên thân máy như này. Các bác nhìn nó đẹp cực kỳ, cực kỳ là đẹp và chắc chắn là hàng chính hãng của công ty, nên là các bác xài thì không cần phải suy nghĩ gì về chất lượng thôi nhá. Thì cái mã này nó có cả chức năng búa này. Chức năng búa thì là có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ được cả khoan tường. Khi mà các bác xài trong gia đình thì nó sẽ rất là tiện ích. Đấy, tiện lợi vô cùng các bác nhá. Và thông số kỹ thuật của máy này, với cái mã sản phẩm này thì công suất sẽ là 710W và sử dụng điện áp là 220 cho đến 240V và tần số thì là từ 50 đến 60Hz và vòng tua là 2800 vòng trên 1 phút. Đầu 13 ly là các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Các bác sử dụng để bắn vít và khoan, có búa để hỗ trợ khoan tường. Các bác bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường ok nhá. Thì với cái mã sản phẩm này, hôm nay bên em sẽ có một chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác ở tất cả trên mọi miền tổ quốc của đất nước Việt Nam, các bác chỉ cần có thông tin, địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Với mức giá là 500.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi cho các bác. Đặt hàng thì các bác chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản trước. Các bác có địa chỉ, có số điện thoại, đơn hàng sẽ được gửi tới tận cửa nhà cho các bác. Khi nhận hàng, các bác được bóc sản phẩm ra, kiểm tra và test máy đầy đủ trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm. Về sản phẩm của Decton, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và chất lượng cực kỳ ok. Bên em có đầy đủ tất cả các mã sản phẩm. Các bác mà quan tâm thì các bác thể vào kết bạn Zalo với bên em qua hai đầu số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác về tất cả các dòng máy để các bác có thể là thay nhôm hết. Và phụ kiện đi theo máy này, các bác sẽ có đi theo là một tay cầm này, một tay mở lưỡi này, một ốp chắn bảo vệ lưỡi này. Và tặng theo các bác một đôi chổi than như này, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đó, và ngày hôm chuôi dài này và chuôi ngắn nhé. Maute thì nó là hàng thương hiệu chính hãng, nên là các bác xài thì cái chất lượng của nó thì cực kỳ yên tâm luôn. Đây là máy chuôi dài này các bác này. Phụ kiện thì con nào đi theo cũng đều có cho các bác là tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ nhé. Đấy, đây Maute, đặc biệt là Maute thì là các bác sẽ có thể là điều chỉnh được tốc độ này các bác này. Đấy, Maita chuôi, em xin lỗi, đây là Maute chống xỉ các bác dùng. Khi mà các bác sử dụng xong các bác cho mình dầu mỡ vào đây, mình kéo của các bác dùng rất là bền và không có bao giờ bị han đầu nhá. Rất là ok luôn. Đấy.
Đấy, còn hôm nay em sẽ tư vấn các bác. Đây là cái mỏ hàn ngâm này các bác này. Đấy, mỏ hàn ngâm có hiển thị nhá. Các bác được tặng kèm theo một cái túi đầu 4 cái, 5 cái đấy. Đây 5 cái to nhỏ khác nhau này. Giá là 240.000 một cái nhá. 240.000 một bộ. Đây là các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm nhá. Tặng kèm theo một cái túi đầu 5 cái như này đúng không? Đấy. Giá 240.000. Cái này là có hiển thị. Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ review giới thiệu chi tiết và sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Cái mã sản phẩm đầu tiên mà em sẽ chi tiết tới các bác hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác mẫu máy cắt cầm tay của Detone. Đấy, một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là hot nhá. Với cái sản phẩm này hiện tại đã có rất là nhiều các bác khách hàng đã tin dùng, sử dụng rồi và các bác phản hồi về chất lượng sản phẩm cực kỳ là ok. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác hai mẫu. Một mẫu là công tác trên cạnh máy và một mẫu là công tác ở đuôi. Đây là mẫu trên công tác trên cạnh máy này. Khi mà các bác sử dụng máy cắt cầm tay của Detone đấy thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác. Đây là mẫu công tắc trên cạnh nhau ấy nhá. Thông số kỹ thuật thì rất là rõ ràng cho các bác này. Công suất là cực đại 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đấy, các bác sẽ sử dụng được các hộp lưỡi mài phim 100. Con này là công tắc trên cạnh máy thôi nhá. Máy Detone màu xanh, logo dập nổi trên máy như này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì cái mẫu này là công tắc ở trên cạnh máy này. Còn cái mẫu này thì là công tắc ở dưới đuôi này các bác này. Các bác sử dụng công tắc gạt dưới đuôi thì nó sẽ rất là bền công tắc nhá. Và mẫu nào thì công tắc cũng là công suất của nó cũng đều là công suất cực đại 950W và vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút. Đầu máy đều là hợp kim nhôm hết. Và phụ kiện đi theo máy này, các bác sẽ có đi theo là một tay cầm này, một tay mở lưỡi này, một ốp chắn bảo vệ lưỡi này. Và tặng theo các bác một đôi chổi than như này. Có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đó, và ngày hôm nay em sẽ tri ân hai cái mã sản phẩm này cho các bác đồng giá nhau với mức giá là 590.000 đồng trên một máy bao ship. Và em tặng kèm thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này. Các bác có thể là sở hữu Detone hoặc là máy cắt cầm tay thì bên em có rất là nhiều mẫu. Đấy, giá cả thì có rất là nhiều mức giá để cho các bác lựa chọn nhé. Các bác có thể lựa chọn những cái mức giá hợp lý hơn thì các bác sử dụng sang cái bát đa này cho em. Đấy, bát đa này thì cái mức giá của nó sẽ ưu đãi hơn, giá sẽ là 400.000 đồng. Cũng sẽ có công tắc ở trên cạnh và công tắc ở đuôi máy cho các bác. Và phụ kiện đi kèm thì cái mã nào nó cũng đều có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ cho các bác. Đấy, đây là máy bát đa này. Bát đa thì công suất của nó sẽ là 840W nhé. Tất cả là các bác đều sử dụng lưỡi cắt phim 100. Đấy, máy bát đa cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Công tắc trên cạnh máy như này, các bác có thể lựa chọn này, các bác lấy công tắc ở cạnh máy hoặc là công tắc gạt đuôi. Các bác muốn lấy cái mã nào thì các bác cứ báo bên em nhé. Và lưu ý là khi đặt hàng này, các bác đọc đúng tên mã sản phẩm cũng như là giá tiền em nói trên clip để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác nó không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm nhé. Đây là máy cắt của Bát Đa, giá sẽ là 400.000 và các bác vẫn sẽ được tặng một cái công tắc gạch giá 50.000 như này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một máy của Đất, đây là của Bông Te này các bác này. Em sẽ có hai mẫu máy Bông Te. Đấy, có một mẫu chuôi dài này và chuôi ngắn nhá. Bông Te thì nó là hàng thương hiệu chính hãng nên là các bác xài thì cái chất lượng của nó thì cực kỳ yên tâm luôn. Đây là máy chuôi dài này các bác này. Phụ kiện thì con nào đi theo cũng đều có cho các bác là tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ nhá. Đấy, đây. Bông Te, đặc biệt là Bông Te thì là các bác sẽ có thể là điều chỉnh được tốc độ này các bác này. Đấy, Makita chuôi, em xin lỗi, đây là Makute nhá. Makute chuôi dài này, có điều chỉnh tốc cho các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 650.000 đồng trên một máy, được miễn ship và các bác vẫn được tặng kèm theo lưỡi cắt gạch nhá.
Đấy, trong cái buổi video ngày hôm nay, các bác mà chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220, em sẽ tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000. Đây là máy Makute. Trời ơi, nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 850W này. Các bác vẫn sử dụng lưỡi phi 100 cho em. Máy có chỉnh tốc nha. Máy Makute, máy chui dài, công tắc bóp có chỉnh tốc, giá 650.000. Còn đây là chui ngắn này. Makute thì hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác hai mẫu là đều có chỉnh tốc hết. Các bác có thể lựa chọn chui ngắn hoặc là chui dài nhá. Chui dài là 650.000 và chui ngắn cũng là 650.000. Đấy, các bác có thể là tham khảo và lựa chọn cho mình cái bộ sản phẩm mà nó phù hợp với công việc của các bác. Đi theo này, tay cầm này, ốp bảo vệ này. Đấy. Tay mở đây. Cái con chui ngắn này các bác được tặng kèm theo đôi chổi than này. Để em xem chui dài có. Chui dài là các bác cũng có đôi chổi than nữa nhá. Riêng về Makute với lại Detto là các bác đều được tặng theo than nhá. Đấy, đây là cái chui ngắn này các bác này. Có điều chỉnh tốc ở dưới đuôi này nhá. Máy mài Makute, chui ngắn công tắc bật ở trên cạnh máy, giá sẽ là 650.000. Đấy, khi mà các bác sử dụng máy mài có chỉnh tốc độ nhá, thì các bác có thể tùy chỉnh này. Cái này nó sẽ có 6 cấp độ cho các bác này. Rất là tiện nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Một cái mức giá rất là hấp dẫn cho các bác, 650.000 đồng, miễn phí ship. Đấy, cái giá này là hôm nay là bên em sale giá sập sàn cho các bác rồi. Đấy, thì cái đợt này em nói chung là cái Makute này nó về được cái số lượng rất là ít nhá. Nên là các bác nào mà đang cần quan tâm cái mã này thì các bác phải lên đây đặt hàng xuống thì đô này. Makute này. Tiếp theo là các bác có thể là sở hữu cái máy Saikyo này nhá. Đấy, bên em có cái mẫu Saikyo này giá em lý cho các bác là 399.000. Đây, Saikyo của nó này. Một cái mẫu máy rất là đẹp luôn. Đấy. Saikyo thì các bác sẽ sử dụng công tắc gạt dưới đuôi máy, máy chui ngắn cho em 399.000. Đấy, con này thì cái chổi than nó bên ngoài các bác phải tự thay than rất là dễ nhá. Đấy, đây. Công tắc gạt đuôi này. Con này thì công suất của nó sẽ là 950W, vòng tua là 14 vòng trên 1 phút. Thanh lý cho các bác giá 399.000 thôi. Và các bác vẫn được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 đồng như này. Khi mà các bác có máy cắt cầm tay rồi nhá, bác nào mà muốn sở hữu thêm cái bộ lam xích này thì các bác phải thông báo bên em này. Bộ lam xích giá sẽ là 180 này. Nó có từ cái phần màu đen này hất lên nhá. Trong này nó sẽ có nguyên bộ cho các bác này. Các bác có lam có xích nhá. Cái lam này nó sẽ dài 34cm và các bác chỉ lắp được vào máy cắt một tấc thôi các bác nhá. Lam này, xích này. Đầy đủ phụ kiện ốc nhông này. Ốc che chắn này. Đấy. Tay cầm này. Đây. Và có cả một loại nhớt như này nữa nhá. Giá bộ lam xích sẽ là 180 thôi nhá. Đấy, các bác có thể là sở hữu máy cắt này hoặc là máy khoan, dụng cụ đồ nghề thì bên em có rất là nhiều. Hôm nay thì em có hai cái mẫu bút thử điện này các bác này. Đấy, đây, bút thử điện nhá. Cái bút màu trắng này giá sẽ là 130 này. Cái bút màu trắng này thì nó không phải là lúp, không phải là bút cảm ứng nhá. Nhưng mà các bác sẽ có một cái chức năng là đo thông mạch rất là tiện luôn. Giá là 130.000. Đấy, các bác đọc mã cho em là bút thử điện trắng giá 130. Còn đây là bút thử điện đỏ này, bút thử điện đa năng của Hartland. Đấy, riêng cái bút thử điện Hartland này các bác sẽ đo được điện đứt ngầm nhá. Nó không đo được thông mạch nhưng mà nó sẽ là bút cảm ứng. Mỗi cái nó một kiểu này. Đấy, mỗi cái nó đều có một kiểu hay của nó. Các bác phải lựa chọn. Đấy, bút thử điện trắng là 130 này, bút thử điện đỏ là 150 nhá. Giá này là bên em bao ship cho các bác. Còn đây là sản phẩm kéo cắt đa năng này các bác này. Kéo cắt đa năng cán thẳng nhá. Các bác đọc cho em là kéo đa năng cán thẳng chuôi đỏ cho em. Đấy, giá là 80.000. Cái mã này là chưa có được bao ship này. Còn đây là kéo cắt bonsai Nhật Hoa Anh Đào. Giá sẽ là 200.000 em bao ship cho các bác. Đấy, còn đây là kéo cắt bonsai. Các bác gọi cho em là kéo cắt bonsai đỏ nhé. Giá là 120.000 bao ship này. Còn đây là kéo bonsai Nhật. Đấy, cái mẫu này thì các bác được tặng kèm theo lò xo luôn này. Đấy, cái mẫu này là cái lưỡi thép chống rỉ nhá. Đấy, chốt tự động như này. Các bác nhìn thấy cái lưỡi kéo này, nó rất là dày. Tặng kèm theo một cái lò xo này để lai mai các bác có thể thay thế được nhá. Giá là 150 một kéo. Đấy, kéo bonsai Nhật này. Giá là 150 nhá. Cái này là cái lưỡi kéo chống rỉ các bác dùng. Khi mà các bác sử dụng xong các bác cho một ít dầu mỡ vào đây. Cái kéo của bác dùng rất là bền và không có bao giờ bị han đầu nhá. Rất là ok luôn. Đấy, còn hôm nay em sẽ tư vấn các bác
Đây là cái mỏ hàn ngâm này các bác này. Đấy, mỏ hàn ngâm có hiển thị nhá. Các bác được tặng kèm theo một cái túi đầu 4 cái, 5 cái đấy. Đây 5 cái to nhỏ khác nhau này. Giá là 240.000 một cái nhá. 240.000 một bộ. Đây là các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm nhá. Tặng kèm theo một cái túi đầu 5 cái như này đúng không? Đấy. Giá 240.000. Cái này là có hiển thị nhá bác. Có hiển thị nhá. Đấy, 240.000. Tiếp theo thì hôm em còn mấy cái bộ cạo râu bằng pin này em sẽ thanh lý cho các bác, giá 150.000 này. Đấy, bộ cả râu cạo râu hình quả táo. Kèm theo một cái lưỡi cạo râu cua vào có sạc cho các bác. Cái này các bác sử dụng dễ lắm, các bác dùng cạo râu rất là ok. Đấy, nói chung là các bác nam thì đừng nên bỏ qua cái mẫu sản phẩm này nhá. Cái này nó sẽ có 3 chức năng này. Các bác có một chiếc gương soi đây nhá. Và đây nó sẽ có hai công tắc này. Công tắc này bật lên là máy chạy này. Đấy, còn công tắc này bật lên là nó sẽ đẩy một cái lưỡi cạo này để tỉa tóc mai nhá. Các bác sử dụng cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương được luôn. Giá là 150.000. Cạo râu pin, các bác sử dụng nó sẽ rất là bền, không có bị đau rát hay chảy máu, cực kỳ là an toàn nhá. Giá là 150.000 này, cạo râu pin này. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác hai cái mẫu máy khoan đầu 13 ly. Đồng giá nhau là 520.000 một máy nhá. Đây là máy 13 ly của Huka này các bác này. Cái này các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V. Hô can đầu 13 ly này. Đấy, cái này hàng chính hãng luôn này. Logo giật nổ như này nhá. Giá là 520.000 một máy này. Công suất của nó là 750W nhá. Hàng Hô can nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng này. Tiếp theo thì là đây là máy của Dettol này. Đấy, 13 ly của Dettol giá cũng 520.000. Dettol thì công suất của nó là 710W. Nói chung là các bác sử dụng cái mẫu nào nó cũng đều rất là ok. Đó là hàng chính hãng nên là các bác xài yên tâm nhá. Máy 13 ly thì nó không có đi theo mũi khoan đâu nhá, nó chỉ có máy và tay cầm thôi. Đây, tất cả đều là logo dập nổi này, rất là đẹp luôn. Các bác có thể lựa chọn máy Dettol này, Dettol đầu 13 ly này, hoặc là Huka đầu 13 ly nhá. Đấy, có hai màu để cho các bác lựa chọn. Đồng giá nhau là 520.000 đồng trên một máy, bên em miễn phí ship cho các bác. Còn đây là máy bắn cốt 5 tia xanh của Huka này. Hôm nay cái mã này em tri ân các bác giá 800.000 một máy. 800.000 một máy, bao ship và sẽ tặng kèm theo một cái chân 1m2 nhá. Cái hộp đựng máy của nó sẽ là hộp vải như này các bác này. Bên trong nó có cái xốp như này này. Đấy, rất là bền nhá. Đây, sử dụng nút ấn cảm ứng pin trâu này các bác này. Cái tiêu nó rất là đẹp luôn á. Đấy, cái này đi theo là các bác có một cái sạc này, một cái kính này, một quả pin trâu như này nhá. Đấy, về các bác lắp pin lại. Các bác lắp pin lại như này, rồi bật công tắc lên. Nút ấn cảm ứng như này này. Đấy, tia nó đẹp lắm. Đấy, có nhìn thấy cái tia rồi chưa? Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Giá 800.000. Đấy, đây là máy bắn cốt 5 tia xanh của Huka. Giá 800.000. Đây là máy mài chai này các bác này. Hôm nay em còn 3-4 bộ mài chai nữa nhá. Em sẽ thanh lý cho các bác giá là 380.000. Đây, mài chai này. Cái này các bác có điều tốc luôn. Cái này nó là đầu 6 ly nhá. Đầu 6 ly. Đầu ma danh 6 ly như này. Có điều tốc này. Đấy. Giá là 380.000 nhá. Cái này các bác gọi cho là máy mài chai nhá. 380.000. Giá em bao ship cho các bác. Còn đây là ấm siêu tốc Thái Lan này các bác này. Ấm siêu tốc Thái Lan giá là 170.000. Nó sẽ có nhiều màu nhá, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng có. Khi mà các bác đặt mua là em sẽ nhặt màu bất kỳ. Đấy, đây. Ấm siêu tốc Thái Lan 170.000 này. Cái này là cái ấm này nó rất là to, các bác sẽ đun được 2,5 lít nước, tối đa là 2,5 lít nước. Và cái lõi của nó sẽ là lõi inox nhá. Đấy, inox 304, rất là bền luôn. 170.000 ấm siêu tốc Thái Lan thôi nhá. Giá này là các bác được bao ship rồi. Nói chung là đến cái mã nào mà được bao ship là em sẽ báo cho các bác biết. Đây là khoan đầu 10 ly của Dettol này các bác này. Khoan đầu 10 ly của Dettol giá sẽ là 490.000. Nếu như mà bác nào mà bắn vít nhiều ấy, chuyên đi bắn máy tôn thì là các bác sử dụng cái đầu 10 ly này. Đấy, nhẹ nhàng này, logo dập lủi này. Đấy, công suất này 550W các bác nhá. Đầu 10 ly tự siết đầu nhựa như này. Giá là 490.000. Máy Dettol 10 ly thôi nhá. Khoan sử dụng điện trực tiếp 220. Tiếp theo là em sẽ chi tiết với các bác cái bộ dao này. Đây là bộ dao kéo làm bếp nhá. Đấy, dao kéo Nhật rất là xịn sò luôn. Giá là 250 một bộ, có 6 món. Cái này thì sẽ phù hợp cho tất cả các bà nội trợ.
đi theo máy đó. Đấy, cái bộ này là các bác sẽ có một cái kệ để dao này. Để em sẽ chi tiết cả bộ cho các bác tham khảo cho nó được dễ nhé. Đây, trong này nó sẽ có 6 món sản phẩm. Đó, các bác có một cái kệ để dao này, một cái rũa mài dao này, một cái kéo này. Cái kéo này thì nó rất là nhỏ thôi nhá, kéo rất là nhỏ, các bác chỉ sử dụng các đồ ăn chín được thôi. Đây là con dao gọt hoa quả này các bác này. Đấy, là chất liệu là thép trắng đẹp cực kỳ luôn nhá. Dao gọt hoa quả này. Tiếp theo này, các bác có 3 chiếc dao cơ. Một dao gọt hoa quả này, một dao thái này. Đấy, tất cả đều là dao pan như này cho em. Đấy, dao thái nhá. Đây là dao chặt này. Dao chặt thì các bác có thể chặt xương, chặt gà. Đấy. Chất liệu thép trắng lên là các bác sử dụng nó sẽ rất là sạch sẽ nhá, bền cực kỳ luôn. Đấy, cầm con dao nó rất là nhẹ nhá, nhưng mà sử dụng rất là thích tay. Đấy, một bộ này các bác có một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này, một kéo này, một rũa này. Đó, và một kệ như này nữa. 6 món thôi nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi ạ. 250.000. Các bác được bao ship. Cái này là cái sản phẩm tương tác của bên em. Đấy, các bác nào mà chốt thì nhanh tay vì cái số lượng có rất là ít nhá. Tiếp theo là đây là máy thổi bụi của Hukan này các bác này. Thổi bụi của Hukan thì là hôm nay em sẽ chi ân các bác cái mã này là giá là 430.000 một máy nhá. Đấy, nó sẽ có nguyên bộ như này. Đây, máy thổi bụi của Hukan thì rất là đẹp và chắc chắn luôn cho các bác. Có một túi đựng bụi này. Đấy, một ống thổi này. Còn đây là máy này. Máy rất là đẹp. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220V nhá. Các bác vừa hút vừa thổi được, nhưng mà cái này nó chức năng chính của nó là thổi bụi nhá. Còn hút bụi thì nó gọi là hỗ trợ một chút xíu thôi. Đấy, đây. Công suất của nó là 750W này các bác này. Vòng tua là 19.300 vòng trên 1 phút. Rất là ok. Máy thổi bụi có hút ga thôi nhá. Giá 430.000. Giá này là em bao phí ship hoàn toàn cho các bác. Máy khoan đi. Đấy, đây hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác mấy cái mã máy khoan pin này nhá. Đây là khoan pin của Meta này. Đây là khoan pin 12V của Meta này các bác này. Đó, 12V thì nó sẽ là pin cho nhỏ gọn như này. Thanh lý cho các bác giá 400.000 một máy nhá. Nó sẽ có một thân máy 2 pin Meta. Máy 2 chức năng, chạy động cơ có thử than nhá. Sạc của nó sẽ là sạc bàn như này. Pin tròn, pin 12V, pin tam giác này. Phụ kiện đi theo sẽ có hơn 20 chi tiết như này cho các bác. Giá 400.000 nhá. Đấy, các bác gọi là máy 12V của Meta. Giá 400.000 này. Tiếp theo đến máy 21V pin 5 cell. Cái này các bác gọi cho em là máy Meta pin 5 cell nhá. Đấy, giá thanh lý cho các bác 520.000 miễn ship. Cái này nó có 3 chức năng luôn này. 3 chức năng là các bác sẽ có chức năng búa để khoan tường nhá. Đầu 10 ly này, đầu 10 ly đầu nhựa tự siết và máy chạy động cơ có chổi than. Cái bộ này nó sẽ có một thân máy 2 pin 5 cell, một sạc adapter và một bộ phụ kiện hơn 20 món như này đi theo cho các bác. Tiếp theo là đây là máy 12V của Hitachi này. Đấy. 12V của Hitachi cái này của em bị thiếu pin rồi. Cái thân máy này nó có đèn báo pin này các bác này. Đấy, nó sẽ có hai quả pin tròn như cái con Meta 12V vừa lấy nhá. Giá là 400.000 nhá, 400.000 một máy. Đấy, Meta thì nó không có đèn báo pin. Các bác lấy Hitachi lại có đèn báo pin này. Giá 400.000. Các bác gọi là máy Hitachi 12V sám cho em. Giá là 400.000 này. Giá là em bao ship cho các bác nhá. Tiếp theo thì đây là máy bu lông của Hitachi này các bác này. Cái mã này hôm nay em thanh lý cho các bác giá 750 một máy nhá. Đây, nó sẽ có nguyên bộ này. Một thân máy này, hai pin này. Pin của nó là pin chân pin phổ thông như này nhá. Đấy, cái này là bu lông kiêm vít nha các bác. Nó sẽ có lỗ lục ra ở dưới này để các bác cắm được vít luôn này. Khẩu bu lông 1/2. Các bác vừa bắn bu lông này, ốc vít này. Đấy, giá là 750 nha. Thân máy là chạy động cơ từ không thổi than. Rất là ok luôn này, 750.000. Nói chung là em thanh lý giá rẻ rồi cho nên là sẽ không có bao ship cái mã này. À em xin lỗi, bao ship cái mã này nhưng mà không tặng quà nha. 750.000 thôi ạ. Đấy, bu lông của Hitachi này. Meta 13 ly thôi nhá. Đấy, đây. Meta 13 ly này. Cái mã này nó sẽ là đầu 13 ly. Máy 3 chức năng luôn nhá. Đây là máy 3 chức năng. Các bác sẽ có chức năng búa để khoan tường này. Đầu máy sẽ là đầu kim loại tự siết đầu 13 ly. Thân máy là chạy động cơ từ không chổi than. Pin châu 10 cell cho em. Đấy, hai quả pin châu 10 cell như này nhá.
giá sẽ là thanh lý sau bác giá 1 triệu. Đó. Cái này em thanh lý rẻ rồi em bao ship cho các bác, nên là không có quà tặng nhé. Nên là khi các bác nhận hàng các bác đừng hỏi quà nhé. Cái bộ phận này nó sẽ có bao gồm một thân máy, 2 bi và 1 sạc thôi, kèm theo hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Thanh lý giá là 1 triệu bao ship. Đấy, mức giá rất là hời cho các bác luôn này. Tiếp theo, đây là máy của Daiwatt. Đấy, các bác muốn hợp lý giá hơn thì các bác sở hữu sang cái mẫu Daiwatt này nhá. Đây là Daiwatt 13 ly này. Nhưng mà cái bộ này nó chạy động cơ có than. Đấy, thường thường thì các bác mà sử dụng máy có than nó rất là khỏe và độ bền cao. Cái bộ này hôm nay thanh lý các bác giá là 900.000 bao ship, là không có quà tặng, các bác chỉ có một thân máy, 2 pin và 1 sạc thôi. Thân máy là chạy động cơ có chổi than, pin của nó sẽ là pin châu 10 xe, chân pin phổ thông như này. Đấy, máy 3 chức năng này, có chức năng múa nhá. À, rất là ok. Các bác có thể là bắn tôn, bắn vít này, ăn sắt toàn bộ hoàn tường. Giá 900.000 bao ship nhá. Đấy, các bác lưu ý này, khi mà đặt hàng các bác đặt đây là máy xoay alu này, xoay alu của Osuka này. Cái này nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác này, giá là 450.000 một máy nhá. Đây, nó sẽ có nguyên bộ như này, xoay alu của Osuka nhá. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn này các bác này. Đây, đây là cái phụ kiện nó đi theo này. Đấy, rất là đầy đủ này. Đây là máy nhá, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái này các bác gọi cho em là máy soi alu nhá, của Osuka này. Đấy, 360W này, rất là đẹp luôn. Giá 450.000 nhá, máy soi alu của Osuka. Giá 450.000, giá bao ship tận nhà cho các bác. Hôm nay thì em còn mấy cái túi đựng đồ em sẽ thanh lý nốt cho các bác luôn này. Bác nào mà đã sở hữu qua cái mẫu sản phẩm này của bên em rồi, các bác đều khen rất là nhiều luôn. Đấy, em sẽ có hai kích thước túi nhá. Đây là túi size trung này các bác này. Túi size trung sẽ có mức giá là 230.000, còn túi size đại sẽ là 260.000. Đây các bác nhìn cái đáy túi nhá. Em sẽ quay cho các bác về cái đáy túi trước này. Đây. Đáy túi được đan dây rất là dày dặn như này luôn. Có ở bên trên này có hai cái dây xách tay này. Đấy, còn đây là một cái dây đeo vai nhá. Đây là mặt sau của túi, có hai ngăn kéo khóa như này. Tất cả đều là cái củ khóa đồng này. Các bác kéo rất là nhẹ, bền cực kỳ luôn. Đấy, phía bên trong này các bác nhìn thấy không? Mặt trước này, mặt trước cũng có hai ngăn kéo khóa và mặt sau cũng hai ngăn kéo khóa. Và nó sẽ có cái logo như này, logo Daikin hoặc là Panasonic nhá. Nó giống nhau, nó chỉ khác ở cái logo này thôi. Các bác nào mà làm hãng thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Còn các bác mà không làm hãng về, các bác tháo cái logo này ra thì nó sẽ không có logo nữa. Hai bên sườn nó sẽ có hai bên kéo khóa như này cho em. Đây, rất là đẹp và chắc chắn nhá. Túi size chung thì cái kích thước của nó sẽ là chiều cao là 25 này, chiều dài là 42 và chiều rộng là 20. Giá là 230.000. Còn túi size đại thì sẽ có kích thước là cao 32, dài 48, rộng 22. Giá sẽ là 260.000. Giá em bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác có thể là lựa chọn. Cái này các bác phải sử dụng quần áo cho gia đình mình đi du lịch nghỉ mát. Đấy, hoặc các bác thợ có thể là đựng đồ nghề đi làm nhá. Rất là ok. Đấy thì hôm nay em cũng đã tư vấn và giới thiệu tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.